Chéo nhập quả A-la-hán và đạo của quả A-la-hán, chéo nhập độc giác Bồ-đề và đạo của độc giác Bồ-đề. Chéo nhập quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề và đạo của quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Chéo nhập trí nhất thiết và đạo của trí nhất thiết. Chéo nhập trí đạo tướng và đạo của trí đạo tướng. Chéo nhập trí nhất thiết tướng và đạo của trí nhất thiết tướng. Chéo nhập căn và căn viên mãn. Chéo nhập căn thắng liệt. Khéo nhập trí tuệ nhanh chóng, trí tuệ lách lợi, trí tuệ may mắn, trí tuệ thông đạt, trí tuệ quảng đại, trí tuệ thâm sâu, trí tuệ lớn, trí tuệ không chướng ngại. Khéo nhập quá khứ, vị lai, hiện tại. Khéo nhập phương tiện. Khéo nhập ý lạc tăng thượng. Khéo nhập văn nghĩa. Khéo nhập phương tiện an lập của tam thừa. Thiện hiện nên biết, nếu Đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, đi theo Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, tu Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, thì đạt được vô lượng vô biên công đức thù thắng như vậy. Thiện hiện bạch Phật, các Đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế nào, đi theo Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế nào, tu Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế nào. Phật dạy, thiện hiện, các Đại Bồ Tát nên quán sắc uẩn cho đến thức uẩn là tịch tĩnh, có thể phá hoại, chẳng tự tại. Thể nó là hư ngụy không bền chắc để hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nói rộng cho đến nên quán trí nhất thiết trí là tịch tĩnh, có thể phá hoại, chẳng tự tại. Thể nó là hư ngụy không bền chắc để hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Này thiện hiện, ông hỏi các Đại Bồ Tát đi theo Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế nào? Các Đại Bồ Tát đi theo Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như theo hư không của hư không. Này thiện hiện, ông hỏi các Đại Bồ Tát tu Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế nào? Các Đại Bồ Tát tu Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như tu hạnh trừ bỏ. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, các Đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, đi theo Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa và tu Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa phải mất bao lâu? Phật dạy, này thiện hiện, các Đại Bồ Tát, từ lúc mới phát tâm cho đến lúc ngồi tòa Bồ Đề, nên hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nên đi theo Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nên tu Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, các Đại Bồ Tát trụ vào những tâm nào để không gián đoạn việc hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, đi theo Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, tu Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Phật dạy, này thiện hiện, các Đại Bồ Tát từ lúc mới phát tâm cho đến cứu cánh không dung chứa những tác ý nào khác, dù chỉ tạm thời, chỉ luôn luôn an trụ vào tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí, nên hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nên đi theo Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nên tu Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Thiện hiện nên biết, Đại Bồ Tát ấy cho đến khiến tâm và tâm sở pháp không lay chuyển đối với cảnh mới được gọi là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, đi theo Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, tu Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, các Đại Bồ Tát hành đi theo tu Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa có đắc trí nhất thiết trí không? Phật dạy, thiện hiện không. Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, các Đại Bồ Tát không hành, không đi theo, không tu Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa có đắc trí nhất thiết trí không? Phật dạy, thiện hiện không. Thiện hiện thưa, bạch Thế Tôn, các Đại Bồ Tát hành, đi theo, tu và không hành, không đi theo, không tu Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa thì đắc trí nhất thiết trí không? Phật dạy, thiện hiện không. Thiện hiện thưa, bạch Thế Tôn, các Đại Bồ Tát không hành, không đi theo, không tu, chẳng phải không hành, không đi theo, không tu Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa thì đắc trí nhất thiết trí không? Phật dạy, thiện hiện không. Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ Tát làm sao đắc trí nhất thiết trí? Phật dạy, này thiện hiện, các Đại Bồ Tát đắc trí nhất thiết trí phải như chân như. Thiện hiện thưa, bạch Thế Tôn, thế nào là phải như chân như? Phật dạy, này thiện hiện, phải như thật tế. Thiện hiện thưa, bạch Thế Tôn, thế nào là phải như thật tế? Phật dạy, này thiện hiện, phải như pháp giới. Thiện hiện thưa, bạch Thế Tôn, thế nào là phải như pháp giới? Phật dạy, này thiện hiện, phải như ngã giới cho đến Bồ Đạc Già La giới.
Thiện hiện thưa, Bạch Thế Tôn, thế nào là phải như ngã giới cho đến Bổ Đặc Già La giới? Phật dạy, này thiện hiện, ý ông thế nào ngã cho đến Bổ Đặc Già La có thể đắc không? Thiện hiện thưa, Bạch Thế Tôn, không. Phật dạy, này thiện hiện, nếu ngã cho đến Bổ Đặc Già La đã bất khả đắc, thì làm sao ta đưa ra cảnh giới ngã cho đến cảnh giới của Bổ Đặc Già La? Như vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát không đưa ra Bát Nhã Ba La Mật Đa, cũng không đưa ra trí nhất thiết trí, cũng không đưa ra tất cả pháp, thì Đại Bồ Tát ấy nhất định sẽ chứng đắc trí nhất thiết trí. Cụ thọ thiện hiện, bạch Phật, bạch Thế Tôn, chỉ có Bát Nhã Ba La Mật Đa không thể đưa ra, hay các Ba La Mật Đa như tịnh lự vân vân cũng không thể đưa ra. Phật dạy, này thiện hiện, không những Bát Nhã Ba La Mật Đa không thể đưa ra, mà Ba La Mật Đa như tịnh lự vân vân cũng không thể đưa ra. Hoặc pháp của Thanh Văn, pháp của Độc Giác, pháp của Bồ Tát, pháp của chư Phật, pháp hữu vi, pháp vô vi vân vân, tất cả pháp ấy đều không thể đưa ra. Cụ thọ thiện hiện, bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu tất cả pháp đều không thể đưa ra, vậy tại sao đưa ra đây là địa ngục, đây là bàng sanh, đây là ngạ quỷ, đây là người, đây là trời, đây là dự lưu, đây là nhất lai, đây là bất hoàn, đây là A-la-hán, đây là độc giác, đây là Bồ-Tát, đây là chư Phật, đây là tất cả pháp. Phật dạy, này thiện hiện, ý ông thế nào hữu tình được đưa ra và pháp được đưa ra thật có thể đắc không? Bạch Thế Tôn, không. Phật dạy, này thiện hiện, nếu hữu tình được đưa ra thật bất khả đắc, thì tại sao ta có thể đưa ra đây là địa ngục, nói rộng cho đến đây là tất cả pháp? Như vậy, này thiện hiện, các đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa nên học tất cả pháp đều không thể đưa ra để hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Thiện hiện, bạch Phật, bạch Thế Tôn, khi các đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, chẳng lẽ không nên học sắc, chẳng lẽ không nên học thọ tưởng hành thức, nói rộng cho đến chẳng lẽ không nên học trí nhất thiết trí? Phật dạy, này thiện hiện, khi các đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nên học sắc không tăng không giảm, nên học thọ tưởng hành thức không tăng không giảm, nói rộng cho đến nên học trí nhất thiết trí không tăng không giảm. Cụ thọ thiện hiện, bạch Phật, bạch Thế Tôn, khi các đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nên học sắc không tăng không giảm như thế nào, nên học thọ tưởng hành thức không tăng không giảm như thế nào, nói rộng cho đến nên học trí nhất thiết trí không tăng không giảm như thế nào. Phật dạy, này thiện hiện, khi các đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, lấy vô sanh vô diệt để học sắc, lấy vô sanh vô diệt để học thọ tưởng hành thức, nói rộng cho đến lấy vô sanh vô diệt để học trí nhất thiết trí. Cụ thọ thiện hiện, bạch Phật, khi các đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, làm thế nào lấy vô sanh vô diệt để học sắc, làm thế nào lấy vô sanh vô diệt để học thọ tưởng hành thức, nói rộng cho đến làm thế nào lấy vô sanh vô diệt để học trí nhất thiết trí. Phật dạy, này thiện hiện, khi các đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nên học không tạo không tác, các hành hoặc bỏ hoặc tu. Cụ thọ thiện hiện, bạch Phật, bạch Thế Tôn, khi các đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, vì sao nên học không tạo không tác, các hành hoặc bỏ hoặc tu? Phật dạy, này thiện hiện, khi các đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, quán tự tướng của tất cả pháp đều không, nên học không tạo không tác, các hành hoặc bỏ hoặc tu. Cụ thọ thiện hiện, bạch Phật, khi các đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, quán tự tướng của tất cả pháp đều không như thế nào? Phật dạy, này thiện hiện, khi các đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nên quán sắc bằng tướng không của sắc, nên quán thọ tưởng hành thức bằng tướng không của thọ tưởng hành thức, nói rộng cho đến nên quán quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật bằng tướng không của quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật, nên quán trí nhất thiết trí bằng tướng không của trí nhất thiết trí. Như vậy, này thiện hiện, khi các đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nên quán tự tướng của các pháp đều không.
Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu quán sắc bằng tướng không của sắc, quán thọ tưởng hành thức bằng tướng không của thọ tưởng hành thức, nói rộng cho đến quán quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật, bằng tướng không của quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật, quán trí nhất thiết trí, bằng tướng không của trí nhất thiết trí, thì làm sao Đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa? Phật dạy: Này thiện hiện, nếu các đại Bồ Tát hoàn toàn không có sự hành thì đó là hành bát nhã ba la mật đa sâu xa. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, vì sao mà đại Bồ Tát hoàn toàn không có sự hành đó là hành bát nhã ba la mật đa sâu xa? Phật dạy: Này thiện hiện, do bát nhã ba la mật đa sâu xa bất khả đắc, các đại Bồ Tát cũng bất khả đắc, sự hành cũng bất khả đắc, người có thể hành, do đây mà hành, thời gian hành, nơi chốn hành đều bất khả đắc. Cho nên này thiện hiện, các đại Bồ Tát hoàn toàn không có sự hành, đó là hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, vì trong đó tất cả hí luận đều bất khả đắc. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, nếu đại Bồ Tát hoàn toàn không có sự hành thì đó là hành bát nhã ba la mật đa sâu xa. Tân học đại Bồ Tát làm sao hành bát nhã ba la mật đa sâu xa? Phật dạy: Này thiện hiện, tân học đại Bồ Tát từ lúc mới phát tâm đối với tất cả pháp luôn luôn học không sở đắc. Học như vậy xong, dùng không sở đắc để làm phương tiện nên tu bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa, nói rộng cho đến dùng không sở đắc làm phương tiện để tu trí nhất thiết trí. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, sao gọi là có sở đắc, sao gọi là không sở đắc? Phật dạy: Này thiện hiện, có hai thì gọi là có sở đắc, không có hai thì gọi là không sở đắc. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Vì sao có hai thì gọi là có sở đắc, vì sao không có hai thì gọi là không sở đắc? Phật dạy: Này thiện hiện, nhãn và sắc là hai, cho đến ý và pháp là hai, nói rộng cho đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật và chư Phật là hai. Tất cả có hí luận như vậy đều gọi là hai, mà hễ có hai thì đều có sở đắc. Phi nhãn và phi sắc là không hai, nói rộng cho đến phi ý, phi pháp là không hai, nói rộng cho đến phi quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật, phi Phật là không hai. Tất cả địa hí luận như vậy đều gọi là không hai, mà không hai thì đều không sở đắc. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, do có sở đắc nên không sở đắc, hay do không sở đắc nên không sở đắc? Phật dạy: Này thiện hiện, chẳng phải do có sở đắc nên không sở đắc, cũng chẳng phải do không sở đắc nên không sở đắc, nhưng có sở đắc và không sở đắc tánh đều bình đẳng, nên gọi là không sở đắc. Như vậy, này thiện hiện, các đại Bồ Tát nên siêng năng tu học trong tánh bình đẳng của có sở đắc và không sở đắc. Thiện hiện nên biết, khi các đại Bồ Tát học như vậy gọi là học nghĩa không sở đắc của bát nhã ba la mật đa sâu xa, thì xa lìa được các lỗi lầm. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, khi các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, không chấp trước có sở đắc, không chấp trước không sở đắc, thì đại Bồ Tát ấy làm sao tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa để có thể từ địa vị này tiến lên địa vị khác, lần lượt được viên mãn, nhờ đây chứng đắc trí nhất thiết trí? Phật dạy: Này thiện hiện, khi các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, chẳng trụ vào có sở đắc, chẳng trụ vào không sở đắc để hành bát nhã ba la mật đa, thì có thể từ địa này tiến lên địa khác, từ từ được viên mãn cho đến chứng đắc trí nhất thiết trí. Vì sao? Vì bát nhã ba la mật đa sâu xa không sở đắc, trí nhất thiết trí cũng không sở đắc, người hành bát nhã ba la mật đa, nơi chốn hành, thời gian hành cũng không sở đắc, không sở đắc này cũng không sở đắc. Thiện hiện nên biết, các đại Bồ Tát nên hành bát nhã ba la mật đa sâu xa như vậy. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu bát nhã ba la mật đa sâu xa bất khả đắc, trí nhất thiết trí cũng bất khả đắc, người hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, nơi chốn hành, thời gian hành cũng bất khả đắc này cũng bất khả đắc. Vậy thì khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, vì sao các đại Bồ Tát đưa thích lựa chọn tất cả pháp, nói đây là sắc, đây là thọ tưởng hành thức, nói rộng cho đến đây là quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, đây là trí nhất thiết trí thanh tịnh,
Phật dạy, này thiện hiện, khi các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, mặc dù ưa thích lựa chọn các pháp nhưng không đắc sắc, không đắc thọ tưởng hành thức, cho đến không đắc trí nhất thiết trí. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật. Bạch Thế Tôn, khi các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, nếu không đắc sắc, không đắc thọ tưởng hành thức, cho đến không đắc trí nhất thiết trí, thì làm sao có thể viên mãn sáu pháp ba la mật đa? Nếu không viên mãn sáu pháp ba la mật đa, thì làm sao có thể nhập vào địa vị chánh tánh ly sanh của Bồ Tát? Nếu không nhập địa vị chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, thì làm sao có thể trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, thành thục hữu tình? Nếu không thể trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, thành thục hữu tình, thì làm sao đắc trí nhất thiết trí? Nếu không đắc trí nhất thiết trí, thì làm sao có thể truyền bánh xe diệu pháp làm các Phật sự? Nếu không thể truyền bánh xe diệu pháp làm các Phật sự, thì làm sao giải thoát hữu tình khỏi các khổ sanh tử để họ được niết bàn rốt ráo an lạc? Phật dạy, này thiện hiện, khi các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, không vì sắc mà hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, không vì thọ tưởng hành thức mà hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, nói rộng cho đến không vì quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề mà hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, không vì trí nhất thiết trí mà hành bát nhã ba la mật đa sâu xa. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát vì việc gì để hành bát nhã ba la mật đa sâu xa? Phật dạy, này thiện hiện, các đại Bồ Tát không có việc